kiểu dư dơ đó. Ôm là dính. Dư dơ. Mà chung là dầu hùng đồng này. Nhưng mà đó là bên đó bộ nhà sản xuất có lo hay sao á? Lo cái gì, em giật chị em mệt muốn chết luôn. Em nói với Lân Khoa Atiso. Atiso. Bơm. Rồi chị. Ủa, chị mèo thua. Ở đây thua nè em. Ờ, có gì đâu, tôi chưa bao giờ ăn được đồ ăn ở trên đường ẩm thực luôn á. Nhưng mà mình không muốn ăn nha, nhưng mà mình phải chơi thắng để được mình có ba cái rương đằng sau kìa chị. Đó, rương trong đấy là chứa tiền. Yeah. Dạ. Nhưng mà tiền tươi thóc thật. Mọi người nhớ share cho chị Như. À, clip của acoustic mới. À, clip của quảng cáo miết vậy. Quảng cáo sách luôn đi chị. Quảng cáo sách luôn đi em nha mọi người. Mình vừa trời mưa vừa ăn apiso, vừa đọc sách em thì đúng cái mùa Đà Lạt. Bà mò quá rồi bà kêu mất. Em cho em lấy nước đi. Không em uống rồi. Mà em không quen vận động á. Chứ em thở như trâu luôn. Trời ơi, gì đó mà anh. Từ hồi nãy em quăng cho chị đó mà không lúc nhất không luôn á. Em không lụm được luôn. Em thấy chị Trinh lúc cúc cúc kia cúi kêu mèo 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 để quăng cái cầu á. Anh Tuyền anh bưng mèo vậy nè. Bưng mèo làm sao luôn. Bữa một cái gọn luôn á. Về với Tuyền mà sao mèo. Không mà đang có một cái là thôi không lúc nhất được luôn. Quá mạnh rồi, Tiền nắm một cái là giống như là tay chân tao không còn của tao lại đâu. Ông Thuận nữa. Anh Tiền có đụng chị thôi là chị cũng đã rụng rời rồi. Đúng, đúng chị rồi. Bản thân chị là chị đã chị giá rồi, đúng rồi, đúng không? Chặt hơn đúng nha. Không? Có một cái anh phải bưng ra cầu chứ không là chụp dính cái cầu rồi. Còn cái chú đó lên phim là thấy em dữ dội lắm, em bưng nổi luôn. Mày ấm lôi mày ơi, bưng nổi luôn á. Nhìn giống chem chét ghê. Thiệt cái màu xanh giống chem vỏ. Xuống nha. Đúng không em? Không chỉ thích coi mấy cái khoảnh khắc đó lên đó. Trời quá dữ dội, chiến cuối thuật. Cuối cùng mình cũng đã tới lúc mình thấy quả. Thật sự chơi rất là minh bạch luôn á mọi người. Minh bạch. Minh bạch quá. Minh bạch ngay từ lúc đầu rồi. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Ủa, cái con kìa trên. Ủa, chị số mình ảnh tiền. Ngồi bên đó không có được ăn. Thôi chưa quay mà. Chưa hả? Trời ơi, kém sao mà. Trời dữ rồi, kém sao kéo co. Trời ơi, khoa, tin gì chưa? Kém sao kéo co. Kéo chứ. Trời lắm rồi. Trời, em nói nghe nè, ai mà chơi yếu được như mình. Trời, mình phải thua, mình mới có cái mình diễn chứ. Thắng ăn không? Thắng ăn. Đâu có diễn hay được mấy đứa. Ăn cho mập tay như con Lan á. Thật ra là diễn cái nét thua rất là tự nhiên luôn á. Không phải diễn luôn á. Thật sự, nãy giờ tôi giả bộ thua đó chứ. Thật sự anh là thua thiệt. Cho thêm một người nữa như anh vẫn thua. Hồi xưa cái trò này sao là chọi cầu đúng không? Chơi một lúc bao nhiêu đứa? Ủa thì cái trò này bây giờ vẫn tên là chọi cầu. Phải 2-3 trái cầu mới chơi lại. Với lại thực ra thì hồi đó người cái lứa mà chơi thì nó cũng không có cao tầm nồng như vậy đó chị. Nó bằng tuổi nhau á. Là nhưng mà chương trình này á là do nhà sản xuất không có kiểu mà không có biết sắp xếp. Mấy ngày là phải cho chơi với trâu với bò chứ đâu có chơi với con người. Ủa là mình tự sắp đội hay là chương trình sắp đội? Chương trình em không chị, mà không sắp đội đó chị mà. Chơi bốc phốt chương trình sắp mà. Không, mình như là chương trình vô tình sắp giống như là đội thắng và đội thua rõ rệt luôn á. Đúng rồi đó em. Không, bài đội bên kia lằn tính người lương thiện không ăn là thì đúng rồi. Trời. Ủa? Trái cây. Bên đây là tiêm nghiệp. Mình ăn trước đi, em miếng nha chị. Ừ, ăn. Ăn trường thôi ăn. Gấp quá đi. Đây Hai đứa đi chỉ giờ. Đổi á hả? Behind the scene nha chị ơi.
thì mình ăn mà mình quán chiếu cái tâm mình vô đó được không? Nghe mình tưởng mình ăn cái này mà. Nhưng mà dinh dưỡng thì nó vẫn là miếng đào à, miếng hồng à. Wow, miếng đào luôn. Miếng đào. Hồng à. Dạ, wow. Xin lỗi à. Thua quá. Thua quá mất nhận thức à. Xin lỗi à. Mệt quá. Đúng. Cho một miếng, mình để sẵn mà mỗi đứa một miếng thôi chị. Mình có mỗi đứa một miếng cho thanh tao vô đây nè, để trong đó mấy người ta tưởng đồ chương trình sắp xếp đó. Chương trình không? Họ tao giải đúng. Bên đó là để sau lưng cái ghế của anh nè. Anh để đây nè. Tụi mình đều có mình để trong này nha. Thôi mình gấp ra. Làm xấu cái đồ ăn của người ta không à? Không phải rồi. Vô. Gì vậy? Tụi em trang trí là tụi em tự ăn rồi. Bỏ trong 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 ấy trước đi rồi ta trang trí. Giỏi trong cái hộp, trước gì cái hộp này. Để giấu dưới liệu không? Giấu dưới ốc kìa. Lần này có kinh nghiệm rồi. Rồi. Không lấy giờ em lấy. Ê, ê, giấu giấu nè, em có cái áo nè. Giấu vô. Có rồi, em móc ra. Thì bắn tay lại móc ra nha. Nhân đưa bịch đỏ. Móc đồ này khác rồi. Rồi. Ok. Rồi để đây đi. Không có nhân nè. Ok. Đây em tách mỡ rồi. Rồi.